có phải bạn đang quá chán với các respec TV thông thường như là Boost FPS 16x, 32x hay là 128x? Thế thì bạn đã tìm đến đúng video rồi đấy. Ở video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn top 3 respec mà tôi tìm thấy được ở trên mạng. Này tôi xem 3 cái bách này, thì liệu các bạn có đoán được 3 bách này là do ai làm hay là ai là người sở hữu không? Vậy hãy cùng xem và đoán nhé. Và tất nhiên rồi, vẫn là cùng quen thuộc thôi. Hãy like, share và subscribe kênh cho tôi để nhận được thông báo mới nhất khi ra video mới, cũng như là tạo ủng hộ cho tôi một cái động lực cho tôi để tôi ra nhiều video hơn, cũng là bớt lời hơn. Yes, ok, ra đi nhiều vào video thôi. Ok, đến với pack đầu tiên của chúng ta. Pack này thì anh em nhìn cũng biết rồi đúng không? Anh em nhìn cũng biết rồi. Anh em nhìn cái respect anh cũng biết đúng không? Rất là 400 đô la ha. 400 đô la. Đấy. Và một chiếc mì. Pack này anh em đoán được của ai luôn. Cực kỳ dễ dàng. Bãi nhỏ. Ok. Quên á. What the fuck. Ok. Đến trận tiếp theo luôn. Trời ơi, trận nãy bị lỗi anh em ạ. Thì để thêm cái tính bự cho là cái video ngày hôm nay, thì tôi sẽ bonus cho anh em một cái pack meme sound. Đó, meme sound nha anh em. Đấy. Sheesh. Chúng ta đang ăn. Oh what. Ê, tôi tưởng Ok, chẳng béo này anh em. Chẳng béo. Quá, cái tiếng ăn táo mà tôi tưởng ông hàng xóm ông ấy có tường ông bảo tôi trật tư đậu xe sợ hỡi trưởng. Quá, ui cái tiếng rơi tiếng mất đam bữa vãi nồi. Cái tiếng đấy là tiếng mất giường này em. What the dog doing? Blue đi đâu ấy? Đúng quá cái mìm sao này. Cường cũng là chàng béo anh em ơi. Cường cũng là chàng béo. Rồi là sẽ qua bình. Nghe bữa thật sự anh em ạ. Nghe rất là hài yếu luôn. Đậu xanh. Ui sao thằng Pinh nó. À Pinh bên đây mà. Ồ đây là Red đấy. Wow. Tôi tưởng nó là Pinh ấy. Ngoài ra thì mấy cái FPS. À nhầm. Mấy cái pack này cũng có cả bút FPS này em. Nên là mày yếu. Anh nào mày yếu á, dùng thoải mái luôn. Chơi xả stress. Rồi xuống. Phê. Ngoài nè. U chạy đâu
Ôi mẹ, cái tiếng ăn táo anh em, nó em đeo tai nghe nó chỉ kêu bên tai nghe bên phải thôi anh em ạ. Hey, quá tôi cứ tưởng là ông hàng xóm ông đập thật á. Ồ đây là, ở đây là vàng, vàng là đặt villa anh em ạ. Đặt villa quá đẹp trai, quá ngầu. Ông mình chơi đập nha anh em, chơi đập vội, chơi đập vội. Ta chưa cần, ta cần bình tĩnh nha em ạ. Win sớm làm gì phải không? Chơi kim ai lại win sớm? Có khi tôi thua. Hành linh tập chơi á. Chơi lên lẻ bạn. Anh em hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em ăn bánh mì đấy nha. Đầu tiên anh em phải enchant bánh mì lên ăn cho ngon anh em ạ. Các bạn nhớ enchant dòng ăn ngon nhé. Enchant dòng sắc nét là thôi bỏ mẹ. Su. Let's go. Một cách nào đấy thì tôi đập bét đúng cái lúc mà chưa rơi xuống voi anh em ạ. Ok, lucky ok. Ok, đến với trận tiếp theo. Ồ, trời tôi quên đổi bách anh em. Ui, yo. Yo, anh em biết bách này của ai không? Nhìn khá là quen đúng không? Cực kỳ quen luôn. Bạn nào? À, không. Tôi không nói được. Anh em nào đoán được thì comment dưới phần mô tả. À nhầm, dưới phần dưới phần comment bách này là bách PUBG. Oh what the f- Buồn cười quá rồi anh em ạ. Buồn cười. Hoa cái tiếng về quạt kêu lại ping à. Oh shit. Oh shit anh em. Ôi à. À blue té voi rồi anh em. Thời đến. Cản không kịp. Ui. Ôi. Đậu xanh, giờ xem vào nó rất là lag luôn rồi. Giờ trên 500 rồi đó anh em. Hãy tôi cố gắng tôi quay sớm. Mà đậu xanh tôi quay từ 7 giờ đến 9 giờ luôn rồi, vẫn chưa xong cái video nữa. Đậu lành. Oh shit. Read. Hello there. Surprise motherfucker. Ôi, đậu xanh what the hell man. Quack. Ôi, what the fuck. Cái đít mẹ cuộc đời. Đít con mẹ cuộc đời. Na tao biết mà. Tao biết trò mày lắm. Chết. Trời ơi. Ra cái bách để cháo thì đặc biệt đấy các bạn. Tất cứ đều bình thường. Trừ cái kiếm. Cái kiếm nó không bình thường. Nó làm một chuyện gì. Ê yo what the. Hả? Ông này bít bằng gỗ với em stone nữa. The hell. Nice.
xì lửa. À, ra tôi mới để ý tiếng đập lốc rồi. Ấy. Ờ, không phải. Ờ, đập mấy cái block này thôi, block đen không, không có anh em ơi. Đúng không ạ? Hài, thật sự. Nói rồi. À, đủ. Đây anh em, tôi sẽ đi nhặt kim cương. Mommy. Ôi. Ờ. Oh. Easy. Let's go. Quack. Nè xem. Nè. Cơ anh em bách bách tiếp theo này tôi mang đậm chất của người Việt Nam anh em ơi. Rất là oh shit đâu rất mà nhỉ. Okay. Ui giời, ui giời. Ok. Ui anh em thấy gì không? What the fuck? What the hell? Ok. Ấy, từ từ. Ôi, chúng ta có súng anh em ơi. Chúng ta có súng, ấy, nghĩa là bầu là cũng là súng đúng không? Ơi. Tôi sẽ mua bầu cho em. Cho anh em xem. Đợi nhà xe. Ui không đủ vàng. No. Đi. Đi mua bầu bắn thôi. Ôi, what the fuck. Tôi bú cần xa tôi chơi. Tôi bú cần xa tôi chơi nó nè. Ui, what the fuck, man? Chắc hè này tôi phải có một số video quá đủ. Chứ phải quá là lag rồi. Ui. Lạc quá. Trời ơi. À mà quên nữa anh em. Thì tôi cũng có một server Discord á. Thì trên đấy cũng có để link mấy cái pack này ở trên đó. Mà bình thường là tôi toàn để link trước khi tôi quay video thôi. Nên là anh em nào muốn biết trước pack á thì anh em cứ qua đó anh em lấy chơi nha anh em. Anh em lấy bao nhiêu cũng được, server respect free mà. Ngoài ra thì anh em cũng có thể share respect của anh em lên đấy. Hoặc là IP cho tôi để muốn review mà. À, nhỏ vậy em. Anh em bảo giao lưu mọi người. Tôi cũng khá là rảnh nhiều thời gian đó, nên là tôi cũng có thể ngồi tương tác với anh em lâu được. Ơi, đủ mà. Oh yeah. Đậu xanh server lag vậy luôn.